À, xin chào quý vị anh chị cô chú quay lại kênh của Đức Phú ạ. Nay thì Đức Phú xin trân trọng giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một số cái sản phẩm mà này thì bên em được các anh chị cô chú đặt hàng cũng như là một số cái mặt hàng mà em đã chủ động săn trước hàng săn sale để phục vụ quý vị anh chị cô chú trong dịp sắp tới. Thì trước mặt quý vị anh chị cô chú là rất là nhiều cái sản phẩm chức năng, cái đấy thì vẫn luôn có những anh chị cô chú ủng hộ bên Việt Phú. Hàng của em thì em đóng thế nào cũng rất là nhiều, tuy nhiên thì em cũng không quay được hết lên trên kênh để cho quý vị anh chị cô chú cùng xem. Vì thế em cũng review ở trên cái trang fanpage Facebook Việt Phú JP ấy. Thì quý vị anh chị cô chú có thể ghé vào trang follow trang Facebook của em để cập nhật các cái sản phẩm chức năng cũng như các sản phẩm đồ điện tử hand sale em đang thường xuyên trên cái trang fanpage. Thì em sẽ để lấy link ở dưới mô tả video cho quý vị nhé, hoặc là dưới ghi bình luận cho quý vị nhé, Facebook cá nhân cũng như fanpage bán hàng. Thì trước mặt quý vị anh chị cô chú là những cái sản phẩm hay được đặt bên em, ví dụ như là cái hàu ấy. Hàu thì em đóng mất mười mấy lọ rồi, còn mấy lọ kia thì em chưa kịp đóng, em để em review luôn. Hầu như cái hàu này thì tháng nào em cũng gửi mười mấy lọ về Việt Nam cho các anh dùng. Vì ngày xưa thì chính bản thân em cũng đã dùng cái sản phẩm này, em đánh giá là sản phẩm này rất là tốt. Sản phẩm này có thể nói là sản phẩm được gọi là phổ biến nhất trong cái lĩnh vực bộ thận tráng dương ở bên Nhật này luôn á, chứ không phải là Việt Nam nhé. Việt Nam có nhiều loại mà ở Việt Nam, ở bên Nhật này không có luôn đấy. Mà cũng là made in Japan nhưng mà ở bên Nhật này thì em tìm không có luôn. Nhưng mà cái dòng con hàu này thì ở bên Nhật này em thấy giá phổ biến, giá phổ thông mà dùng rất là nhiều, bán khắp nơi bên Nhật luôn, các cái cửa hàng thuốc. 400 nghìn về Việt Nam như vậy nhá, hàng săn sale nhá. Giá ở cửa hàng thuốc thì bán cũng hơn 400 nghìn rồi, ở bên này rồi á. Nhưng mà hàng em săn sale ấy, thì về Việt Nam cũng 400 nghìn. Các túi vàng này là các cái túi nó có tác dụng hỗ trợ cho gan, giã rượu, giã bia. Ví dụ ví dụ anh chị cô chú hay dịp cuối năm này hay cỗ bàn này, rồi hay nhậu nhẹt ấy, thì cái sản phẩm này có thể hỗ trợ cho anh chị trong cái việc mà giã rượu sau khi uống rượu. Thì đấy, anh này trước anh mua rồi, anh đặt tiếp 10 gói này nữa để là tặng cho anh em hoặc là cho dùng dần ấy. Còn các xương khớp, chị nó viên xương khớp này cũng như là thuốc bổ mắt kia, là neo kia rất là tốt đấy. Cái neo kia em sẽ quay lên sản phẩm neo kia là cũng có rất nhiều người đặt, nhất là các bạn trẻ. Cái này thì hỗ trợ cho đôi mắt rất là tốt, ví dụ mắt bị kém các thứ. Rồi tai nghe sân sale thì em khi nào cũng rất là nhiều tai nghe Xiaomi chính hãng, tai nghe dòng sân sale thị trường nội địa ở Nhật khác, giá thì dao động là trên dưới 1 triệu đồng, 900.000 gì đó. Rồi có loại rẻ thì 600.000, 450.000 cũng có hết. Xiaomi này thì không biết là Việt Nam bán hay không, mà có hay không em không biết, nhưng mà hàng này hàng chính hãng Xiaomi, em mua của Xiaomi Store luôn đấy, thì nó là 900.000 về Việt Nam. Hàng nghe cực hay, tuy nhiên cái tai nghe nó thiết kế hơi thô một chút, nó cái này hơi to một chút, thành ra nhìn nó không được bắt mắt bằng những cái khác, nhưng mà thực sự âm thanh rất là hay. Còn nội dung chính ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú hai cái mẫu đồng hồ Sunseo bên này, một cái Orient và một cái Citizen. Cái Orient này thì thực ra là em cũng đã có review ở trước trên các cái video trước rồi. Tuy nhiên đợt này Sunseo cũng có một anh khách đặt đấy, thì em có tiện thì em sẽ review luôn cho quý vị anh chị cô chú cùng xem với cái Citizen kia. Đây là một cái sản phẩm Orient nội địa nha quý vị nhé. Ở đây thì hàng này là hàng nội địa này, không 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 phải là bản quốc tế. Đây, only for Japan, only in Japan nhé. Cái bảo hành này chỉ bản nội địa. Một cái sản phẩm của Seiko Epson Corporation ạ. Thì cái này là sản xuất cái Seiko và Orient trên hai hãng đồng hồ lớn cũng của một tập đoàn thôi. Cái này thì mặt được mạ bằng vàng, bằng vàng rất là đẹp. Thì cái mặt kính nó rất là dày này, có hơi theo xu hướng hơi vòng cầu một chút đấy, rất là đẹp đấy, rất là dày và đẹp chắc chắn. Góc 3 giờ thì có cái ngày,
Còn ở các cái kim thì đều là mạ vàng quay bằng quay da. Ở trong lòng thì có ghi là Japan và Water Resistant, chống nước. Ở phía sau này thì có logo của Orient. Phía sau này có logo Orient này, Made in Japan này, rồi khung mặt đồng hồ thì làm bằng thép không gỉ stainless steel này. Bên này thì có logo Epson này, Water Resistant chống nước này. Bên này thì có mã máy C050181 AC00DO. Đây thì lại độ quay thì có logo của Orient luôn. Thì mặt dio của nó thì nó dio của sản phẩm này là 41, gần 41 mm nha quý vị, 40.5. Các bạn giờ được có thêm cái núm. Và độ dày của cái sản phẩm này thì nó là 11 mm. Đấy. Thì sản phẩm này thì đối với những người có cổ tay từ 15.5, 16 giờ thì đeo rất là đẹp. Đấy, như cổ tay của em thì cũng hơi nhỏ một chút nên đo cái đeo cái này thì nó chưa được đẹp lắm. Nó tầm 39 mm, 38 mm thì hợp với tay của em. Tay của em hơi bé một chút, tầm 15.5 chu vi. Còn tầm 16 trở lên thì đeo cái này rất là đẹp. Thì cái này thì giá săn sale là 3 triệu rưỡi về Việt Nam nha quý vị. Săn sale 40% nhé. Đấy, bảo hành 1 năm ở nội địa Nhật Bản này. Chỉ bảo hành Nhật Bản thôi. Cái này sản phẩm dành cho thị trường Nhật Bản. Và của Orient, chính hãng. Đấy, thì mà sản phẩm này thì em đi kèm nó là sách hướng dẫn sử dụng này. Rồi giấy bảo hành. Và cái hộp. Cái này thì em cũng bán khá là nhiều sản phẩm này về Việt Nam rồi. Cũng được các anh chị cô chú ủng hộ, và sau đấy thì có giới thiệu thêm cho anh em bạn bè có mua sản phẩm này thì giá rẻ cho một sản phẩm nội địa chính hãng. Mã nó cụ thể thì là đây SAC00002 WFO. Cái này thì em cũng có một video riêng để giới thiệu về sản phẩm này rồi. Tiếp theo xin gửi đến quý vị anh chị cô chú một cái mã sản phẩm khác trong ngày hôm nay. Đấy là một cái sản phẩm đồng hồ Citizen. Cái là cũng là một cái sản phẩm săn sale 40% luôn. Đây thì tất nhiên là Citizen này là sản phẩm thị trường Nhật Nhật Bản nha quý vị nhá. Ở đây thì tất cả là bằng tiếng Nhật rồi. Không có dành cho thị trường nước ngoài. Đây. Ở đây thì có phiếu bảo hành này. Có gì đây, sách hướng dẫn sử dụng này. Cái này thì cũng Only in Japan nha quý vị nhé. Đấy. Warranty này Only in Japan. Đây là cái My Citizen thẻ khách hàng. Rồi lời cảm ơn khi mà mua cái sản phẩm này. Được hướng dẫn sử dụng này. Rồi đây là thông tin khác. Đây là cái máy bằng Eco Driver, năng lượng mặt trời. Ở trên cái đồng hồ cũng có ghi luôn trên quai. Vậy này nó dùng năng lượng mặt trời Eco Driver. Đèn chỉ cô cần fuel, nghĩa là không cần phải thay pin. Đấy, ra mặt trời hứng một lúc thì chạy được rất là lâu. Em sẽ tháo quai này ra. Ở phía sau của sản phẩm này thì có cái logo Citizen Eco Driver Made in Japan. Có ghi trên này thông tin đầy đủ nha quý vị nhé. Đấy. Thì thông tin tiếp theo là cái base stainless steel, cái khung này bằng thép không gỉ và mặt là mặt sapphire. Và cái chống nước 33, nghĩa là được khoảng 30 mét. Mặt này là mặt sapphire cho quý vị nhé. Đấy, rất là tuyệt vời. Sản phẩm này thì có cái mặt dio nó nhỏ hơn một chút. Đấy, sản phẩm này thì cái mặt dio là 38 mm, 37 mm nha quý vị nhé. Đấy. Thì hợp với những người có cổ tay bé 15.5, 15 hoặc 15.5 như Việt Phú. Các cái kim và các cái giờ thì được mở vàng hết. Ở cái góc 3 giờ thì có thứ và có ngày. Thứ thì được hiển thị bằng tiếng Anh. Đấy thì dưới góc 6 giờ thì có cái logo Eco, có cái Eco Driver và cái Made in Japan ở cái bên dưới. Sản phẩm này cũng rất là mỏng và được mạ vàng rất là đẹp. Đây, sản phẩm này thì cái độ dày nó chỉ có 8 mm. Mặt dio là 37 mm như vậy nhá, rất là
nhỏ gọn và phù hợp với những người có cổ tay bé một chút. Đây thì quai logo Citizen. Đấy. Đấy. Và cuối cùng với cái giá của sản phẩm này. Sản phẩm này thì có giá niêm yết tại Nhật là trên 5 triệu đồng. Tuy nhiên thì giá săn sale tại Việt Phú thì khi quý vị mua sản phẩm này thì giá về Việt Nam là chỉ chưa đầy 4 triệu đồng. Cách mấy trăm nghìn đấy với đến 4 triệu đồng. Vì một số cái thông tin liên quan đến nhờ anh em bán hàng ấy, nên giá xem sẽ báo cụ thể cho quý vị anh chị. Tuy nhiên thì giá niêm yết là chưa đến 4 triệu đồng nha quý vị nhé. Còn cách mấy trăm nghìn mới đến 4 triệu đồng cơ. Trên trên 3 triệu rưỡi và 4 trên dưới 4 triệu thôi. Đấy, thế là hai sản phẩm đồng hồ hôm nay em giới thiệu với quý vị anh chị hàng săn sale giá dưới 4 triệu đồng. Và rất là nhiều các sản phẩm chức năng khác. Ngoài ra, ví dụ như là máy tính laptop thì khi nào bên em cũng rất là nhiều. Và trong cái video tiếp theo sắp tới thì em sẽ review đến quý vị anh chị cô chú sản phẩm nữa là Zippo. Zippo made in USA và là cái sản phẩm mới 100% dành cho thị trường nội địa Nhật bạn, dành cho thị trường Nhật Bản. Ôi đấy thì dành cho đấy thì dành cho video sắp tới em sẽ chờ hàng về đủ thì em sẽ review quý vị một lượt luôn. Để tạm thời em nhận hàng trước một tí thì hôm nay thì em giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú các cái sản phẩm như trên. Thì rất là cảm ơn quý vị anh chị cô chú đã theo dõi ủng hộ video và xin trân trọng hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.